Xin chào cô chú, xin chào các bạn. Yeah 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 yeah. Những bạn đang xem video này, các bạn hãy nhớ like và subscribe kênh YouTube của Tới Mắt nha. Em mới mua đồng hồ nè. À, Mi Band 4. Đúng rồi, Xiaomi đó. À, nhắc tới Xiaomi mới nhớ nha. Hả? Mới đây có một thông tin, một số liệu từ công ty phân tích thị trường Canalys đã cho biết là Xiaomi đã vượt mặt của Apple để vươn lên vị trí đầu tiên về thiết bị đeo thông minh. Trời, cái này không khác gì một cú tát với Apple luôn á. Đau thiệt, đúng là đau thiệt với Apple luôn á. Một cú tát thẳng thừng, bởi vì từ trước tới nay thì Apple luôn được biết đến là ông vua về thiết bị đeo thông minh, nhất là những chiếc Apple Watch Series của hãng. Ừ, thì cụ thể là trong quý 3 năm 2019 vừa qua thì Xiaomi đã bán được là 12,2 triệu sản phẩm, tăng 74,4% so với cùng kỳ năm ngoái, và từ đó giúp cho thị phần của Xiaomi đạt được là 27% luôn. Chưa hết đâu, con số này còn cao gần gấp đôi so với Apple nữa, bởi vì Apple tụt xuống vị trí thứ hai khi mà chỉ chiếm có 15% thị phần, và trong đó thì 60% sản phẩm bán ra là Apple Watch Series 5 mới ra mắt hồi năm nay. Và sự tăng trưởng này của Xiaomi là được cho là đến từ kế hoạch mở rộng của hãng sang các thị trường khác ngoài Trung Quốc và bắt đầu từ các thị trường như là châu Âu và Trung Đông. Về thông tin này thì em cũng biết thêm một chút xíu nữa nha. Đó là đứng ở các vị trí tiếp theo chính là Huawei với 5,9 triệu sản phẩm và 13% thị phần. Fitbit là nhà sản xuất đứng thứ tư và vẫn giữ nguyên mức 8% thị phần, không có tăng trưởng so với năm ngoái. Samsung thì đứng thứ 5 với 6% thị phần, trong đó thì doanh số bán hàng tại châu Á tăng trưởng tốt nhờ thiết bị đeo Galaxy Fit. Trong đó Huawei được ghi nhận là đơn vị tăng trưởng mạnh nhất trong danh sách với 243% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ doanh thu đến từ thị trường Trung Quốc. À, và mình nhắc lại là báo cáo này chỉ tính về số liệu riêng về mảng thiết bị dây đeo thông minh thôi, chứ không phải là toàn bộ thiết bị hay là dãy sản phẩm thông minh đâu. Hiện tại, chương trình bình chọn sản phẩm công nghệ nổi bật của năm 2019 của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam đã chính thức khởi chạy đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2019 với 6 hạng mục: smartphone, camera, laptop, TV, gaming và smart light. Hãy cùng bình chọn để sở hữu những giải thưởng hấp dẫn với tổng giá trị lên tới 100 triệu đồng. Cách thức đơn giản, các bạn chỉ cần truy cập vào đường link để bên dưới phần mô tả, đăng nhập tài khoản và chọn đâu là sản phẩm công nghệ nổi bật của năm 2019. À, em có nghe một cái thông tin đó là chiếc điện thoại Galaxy Fold, chiếc điện thoại gập có mức giá đắt đỏ lên tới 2.000 đô la và được bán ở Việt Nam với mức giá là 50 triệu đồng á. Thì mới đây, một cái vị chủ tịch của Samsung Electronics đã thông báo là hãng đã bán được 1 triệu chiếc máy luôn. Ghê. 1 triệu chiếc hả? Đúng rồi, 1 triệu đó chiếc. Ghê á. Ủa, nhưng mà thông báo vậy mà. Tại vì mới đây phát biểu của hãng thông tấn Yonhap, đại diện Samsung cho biết phát biểu trên của chủ tịch Samsung Electronics đưa ra trước đó có sự nhầm lẫn giữa doanh số thu thực tế với lại mục tiêu doanh số ban đầu của công ty. Samsung đã xác nhận doanh số Galaxy Fold chưa đạt 1 triệu như thông tin trên đâu. Đồng thời cho biết mục tiêu của hãng là doanh số Galaxy Fold trong năm nay kỳ vọng chỉ đạt tới con số 500.000 chiếc mà thôi. Và hiện tại Samsung vẫn chưa đưa ra số liệu cụ thể nào về số lượng bán ra điện thoại màn hình gấp đắt đỏ của mình. Chỉ biết là Galaxy Fold trên thị trường đang khá hot và gây được nhiều sự chú ý. Vẫn nhiều người sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền rất lớn để có thể sở hữu cho mình một thiết bị màn hình mới lạ và độc đáo này. Galaxy Fold theo chị được biết là được mở bán chính thức vào tháng 9 vừa qua, và tại thị trường Việt Nam thì cũng đã được chào sân và lên kệ hồi tháng 11 với mức giá như chị đã nói là lên tới 50 triệu đồng. Và những bạn nào quan tâm tới sản phẩm này thì các bạn có thể tham khảo tại Di Động Việt, đường link thì mình có để dưới phần mô tả, các bạn hãy nhấn click vào nha. Mà chị biết sao, muốn em buồn lắm, chắc là em nghỉ xem YouTube rồi. Ủa sao đó? Tại vì ông Hoàng YouTube không làm video nữa. Ủa Tết Mắt hả? Chị vẫn làm video sao hả? Sao bà ơi? View Day Bye. View Day Bye. À, ông Hoàng, người mà có hơn 100 triệu lượt sub trên YouTube luôn. Đúng rồi. Ủa nhưng mà nghỉ làm video luôn. Tiếc chưa? Tại vì trong video mới nhất á, View Day Bye cho biết là anh ta sẽ ngưng hoạt động YouTube trong năm 2020 với lý do là tôi mệt mỏi, thực sự rất mệt mỏi. Thảo nào chị cũng có xem video của anh chàng này. Hồi tháng 8 thì YouTuber này cũng đã có hé lộ về việc là mình sẽ tạm ngưng hoạt động trên YouTube và nói rằng là anh ta muốn nghỉ cái thứ gì đó ngoài YouTube sau 10 năm anh ta gắn bó với YouTube. Và chị nhớ có một câu là anh này nói là sẽ thật là thoải mái khi mà lần đầu tiên trong 10 năm bạn sống mà không có YouTube trong đầu. Có nhiều suy đoán cho rằng PewDiePie muốn nghỉ ngơi bởi vì có nhiều những ồn ào liên quan đến những video phân biệt chủng tộc nè, bị nhắc tên bởi những thủ phạm xả súng kinh hoàng tại New Zealand. Và ngoài ra thì người hâm mộ còn cho rằng nguyên nhân là
có lý do đến từ việc là anh này sẽ kết hôn và nghỉ ngơi để tập trung hơn cho cuộc sống, cho bản thân mình. Vừa rồi là những thông tin có trong bản tin tích nhân ngày hôm nay. Các bạn cảm nhận như thế nào về hình thức mới của video này? Các bạn cảm thấy thú vị hay không? Thì các bạn hãy cùng bình luận bên dưới để tụi mình cùng phát triển nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.